Hai, cho anh em vào xỉa lương mình từ lũ chỉ tặng à, rất vui quay trở lại bạn này, trong video ngày hôm nay à, với vòng đua Limitless lần 2 à, hôm nay thì là bằng ngày mình là ngày chính thức ngày nghỉ lễ đầu tiên trong mấy cái ngày trả qua mấy hôm trước nghỉ bùa à, tuy nhiên thì nghỉ hay không nghỉ nó không liên quan gì lắm. Mình nghĩ rằng kể cả không phải ngày nghỉ thì mình cũng sẽ phải dành thời gian để làm video về vòng 2 Limitless. Vì thật sự cuộc đua này rất là hay ho, thú vị và đặc biệt nó là một trong những dấu mốc quan trọng của đội hình của mình. Sự kiện lần này thì được đi kèm với sự kiện tiêu kim cương của Limitless, không có hùng vũ khí đi kèm ở trong sự kiện tiêu kim cương phần thưởng đấy. Nhưng nó lại có rất nhiều kim cương cho cái vòng đua này. Mốc cao nhất của nó cho tới 9.700 kim cương. Đây là một giá trị rất lớn các bạn ạ. Nên thành ra là mình trong một thời gian suy nghĩ, đắn đo suy nghĩ rất rất nhiều giữa việc là chơi mèo hay là chơi cái sự kiện tiêu kim cương này và lấy top 1, thì mình đã quyết định là với cái sức đua kém cỏ của server như thế này, ít người cạnh tranh như thế này, thì mình nghĩ rằng là việc lấy top 1 và ăn sự kiện tiêu kim cương sẽ ngon hơn là chơi mèo quá. Rồi, mình nghĩ mình sẽ cần biến đổi một chút, cần thay đổi một chút về tư tưởng, về tư duy, về lối chơi thì đội hình nó mới không khác được các bạn ạ. Cứ đi theo cái lối mòn cũ thì nghe chừng nó không phát triển được. Mình tính như này các bạn nha, mình sẽ quay đến mốc 7.000, sẽ được thêm 25 này, 25 mảnh hồ điệu ổn sách nhá. 25 mảnh thì mình gọi khoảng 2.000 kim cương, hồ điệu ổn sách khoảng 2.000 nữa là 4.000 kim cương. Đấy, nó được thêm khoảng 4.000 kim cương ở chỗ đấy. Và 300 mảnh Limitless, đúng không? 300 mảnh Limitless. 300 mảnh thì ở đây mình cứ gọi là khoảng 250 đi. Vì với hạng hiện tại là hạng 9 thì mình cũng được khoảng độ 80 mà. Đấy, thì mình cứ gọi được thêm 250. 250 cộng với cả 250 mảnh thì mình cứ nhân nhỏ thì nó cũng rơi vào khoảng độ 20.000 kim cương. Đấy, tính nhẹ, tính nhanh nha các bạn ạ. Tính phép tính nhanh ấy, được khoảng 20.000 kim cương. 20.000 kim cương cộng với cả vừa rồi vừa tính cho bao nhiêu? Khoảng 4.000 lãi trong này đúng không? Khoảng 4.000 lãi trong này. Sao lại ít thế nhỉ? Ừ đấy, nó khoảng độ 4.000 điểm lãi trong này nữa. Thì nó thành khoảng 29.000 kim cương. Mình làm tròn thành 30.000 kim cương các bạn nhá. Với 30.000 kim cương này cộng thêm với khoảng cái lượng kim cương mình tiêu ở bên trong event ấy, thì nó sẽ là 40.000 kim cương. Đấy, tức là cái phần thưởng mình hơn chứ, trong kia nó được khoảng độ 15.000 kim cương, lượng kim cương nhận lại các bạn ạ, thành ra mình lãi được một lượng khá lớn. Chưa kể trong quá trình đấy mình còn nhận được rất nhiều hồn hiệu, hồn sách cũng như là đá thần nữa. Đấy những thứ mình ăn ra mảnh vãn năng chứ quên mất, còn rất nhiều mảnh vãn năng nữa. Mỗi lần đua dương thì thêm một cái dương mảnh vãn năng đấy, thành ra là mình cần còn đua thêm khoảng độ 40 mấy lần nữa, 40 mấy lần ấn phát open 10 các bạn ạ. Đấy, thì mỗi lần bấm lại được thêm một cái dương mảnh vãn năng thì mình nghĩ là nó sẽ ăn ra được tương đối lớn, tương đối lớn. Nghe đâu thì mình ước chừng nó lãi được khoảng độ 13-14.000 kim cương gì đấy so với những cái vòng đua mà nó, tức là so với cái giá thông thường của mảnh vãn năng ấy, mình nghĩ là như thế. Còn đâu hên xui như thế nào hay là hiệu quả như nào thì chắc là phải đợi đến kết thúc vòng đua biết được. Còn chắc chắn mảnh Limitless chắc chắn không thể thừa được, đúng không? Mình còn chưa lưng 6 sao cơ mà. Vớ vẩn vẫn còn phải dùng mảnh vãn năng để lưng lục mồn ấy. Đấy, thôi quay các anh em nhá. Ông ngồi ông chém gió cái gì nhỉ? Quên cả giờ thì hỏng bét các bạn ạ, hỏng bét. Đấy. Tầm này vẫn chưa ai lên, khá là nhẹ nhàng. Mình đua tới 7.000 nên thôi mình lên các bạn nhá. Chứ mấy ông này gần như chắc chắn không lên đâu các bạn ạ. Thôi mình lên nhá. Đó, hy vọng nó cho thêm vài con hiệu cuốn sách nhé. Thì mình đỡ tốn rồi các bạn. Thêm một hiệu cuốn sách thì mình đỡ cái gì đấy các bạn, đỡ tốn phải mua cái này ở ngoài, phải mua cái event đủ hiệu cuốn sách. Ngoài ra võ sĩ mà nhiều càng nhiều hiệu cuốn sách càng tốt các bạn, càng tốt. Quay cái là đúng không, quay 7-8 phát mà không cho cái dương kim cương cái cổ điệu cuốn sách nào ra hồn. Ôi chun phết các bạn ạ. Lâu lắm rồi mình mới lại ganh top 1 đấy. Giờ này giờ quan trọng tôi chả có nghe đâu nhỉ.
Anh em nào mà canh me ngờ lại với nhất thì các anh em vui lòng hộ mình nó sớm sớm tí. Cứ đang quay video này chịu. Các bác toàn chơi quả giờ ác ôn thì em chịu. Hay quá. Con này dùng được các bạn ạ, ít nhất là dùng được chỗ. Ấy các anh em thấy làm phép cái nó khác ngay. Khác ngay các bạn ạ. Rồi, khá là thơm tho. Ok, chả ai lên đua với mình rồi. Cứ 3.500 trước. Thế là đúng không? Rồi thì xong. Thế phút cuối lần thêm chút. Không biết mình làm nhảy đúng hay là sai này các bạn ạ. Nhưng thôi. Mình nghĩ đáng kỹ rồi, mình nghĩ kỹ rồi. Còn đâu mình mà nghĩ sai thì mình phải chấp nhận thôi. Đấy, tức là chẳng may mà tính toán sai phải chấp nhận thôi. Đấy, tức là nó lại thành lỗi, nó lại không hợp lý đấy. Tôi phải chấp nhận thôi. Rồi thêm 2.700 thơm phết đấy các bạn ạ. Đấy, mình còn đây còn 30 mảnh này nữa cơ mà, đúng không? Quên bao nhiêu đồ ăn nữa chứ. Nói chung là lãi nhiều các bạn, chúng là lãi nhiều. Thở máy. Mình định là đua 5.000 điểm ở được top 1 rồi, sau đó lấy thêm một hồn vũ khí. Đấy, hồn 5.000 đến 7.000 là nó, nhưng mà hồn vũ khí mình có 2 cái rồi. Nó không cần thiết phải có 3 cái. Hay là lấy 5.000 điểm xong rồi lấy cái hồn vũ khí nữa nhỉ? Hồn vũ khí 3 sao thì nó mới cho thanh tẩy cái gì các bạn. Ấy nó mới cho thanh tẩy. 2 sao này nó chưa cho thanh tẩy gọi kỹ càng mấy. 3 sao nó thanh tẩy mới lên được cái tầm cao đây này. Bless đây này. Đấy cái ô cuối cùng này. À nhưng mà cái này nó chỉ có trong võ đài nhỉ. Không quan trọng. Thôi. Không quan trọng các bạn ạ. Thôi đua cái mình lấy top 1 của cái bên kia sướng hơn. Hạng 5 mà cậu mình cười cho thối mũi các bạn ạ. Thơm phết nhé, cũng được, chung cũng được các bạn ạ. Rồi ok, nói chung là vòng đua lên next ở đây thì mình thấy là các server nào cũng thế thôi. Ai chơi mà đúng không, yếu xíu à. Cộng cứ ham, có ai chơi đúng không. Thôi mình thì cứ thích các người tí, còn nào phải phế tí thì mình thích lấy về. Thôi lên 7.000 các bạn nhá, hết sự kiện tiêu kim cương thì chơi với run này. Thối kim cương này. Thôi mình cứ lên 7.000. À ngon quá nhỉ. Được thêm cái hồn hiệu lực lượng các bạn ạ. Thơm dập phết. Hồn hiệu lực lượng này cho con rủ cổ. Còn cái gì nhỉ. Mình đang cần thêm cái bão tố bão tiết này cho con mấy ly. Từ mấy phút nữa, 2 phút nữa thoải mái. Trừ cái mạng mát thì mình sợ nha. Ê, mình dùng phục sẵn 3G và 4G rồi nha. Kể cả thằng hàng xóm nó xỏ lá mình vẫn gọi là xử lý được. Đấy chứ không có cái vấn đề gì lo lắng à. Thôi rồi làm phép thế thôi, vừa thôi. Mấy tín nó phải vừa phải thôi, top 1 ngay các anh em. Đừng tưởng ngày chơi trò hơn tí điểm nha. 7.000 điểm luôn các bạn ạ, mình tính rồi, thì nó mới hết được even. Không hết được even đâu. Công nào mà không xem video này chắc lại tưởng mình bị hack app, đúng không? Only the lui bỏ mèo. Nhưng mình bỏ thật các bạn. Nó là sự thật. Sự thật nhãn tiền này. Ok. Đấy, 36.000 đây, còn 17.000 kim cương mà các bạn. Không đua cái này thì hơi khó. Không có cái gì mà đua ấy. À không có cái gì mà chơi ấy. Chỉ 5.000 công nhận là dư rồi. Thôi lên các anh em nhá, không hết giờ. 2 phút thì còn ngồi chém gió, chứ 1 phút tôi chịu. Thì à, không sao, rượu còn xanh nha. Mình tính là tròn 7.000 điểm. À, lắm nữ trang quá. Thôi cũng được. Còn hơn nó ra mấy quyển không làm gì.
Lại nó trang vai thật. Tao đổi qua sang thế rua thôi. Bọn Finger Fun này. Vãi lâu ấy nhở. Được rồi, đủ rồi các bạn ạ. 16 giây vai trưởng bấm mao lên đến 7.000. Rồi, ok. Xem mình tiêu bao nhiêu nghìn. Tiêu quá thì buồn cười. Được xem nào. À đấy, à tiêu thiếu thì thực ra tiêu thiếu một chút cũng không ảnh hưởng. Quá thì nhiều quá anh hơi sợ thôi. Đấy, mình lại hồi thành 18.000 nhìn cơ các bạn ạ. Rồi ok, giờ từ giờ đến cuối tháng mới gọi là đau đầu phết đấy gọi này. Đấy, từ giờ đến cuối tháng là sẽ phải hơi mệt mệt tí đấy. Mình sẽ phải ngồi căn ke tính toán đấy. À, trả thưởng về đây. Trả thưởng về túi đồ đây. Ok, 7.000 điểm. Đấy, kêu chúc mình sự kiện này mình thấy là cái sự kiện ngon nhất trong tất cả các sự kiện này. Nó hồi lại một lượng phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Thành ra là mình nghĩ là cái quyết định của mình là hợp lý thôi. Nó là gọi là xứng đáng thôi. Hoàn toàn là ngon nghẻ thôi. Ok. Cái gì nhỉ? Mình vào mình nhận quà này các bạn nhá. Ok. Chưa phát về à? Máy trưởng lag à? Đây không liên quan đến vòng đua, đây là quà đồ đấu trường. À đây. Hơi lag tí các bạn ạ. Sau khoảng phút nó bắt đầu mới điểm danh. Rồi mới lên 6 sao luôn các bạn nha. 6 sao luôn. Môn hình như mình còn phải đợi vòng quay mắn mình chơi thêm phát thằng cà phẩy cho nó lên nhị môn các bạn. Mình vướng nhị môn, tứ môn của vướng cái đúng nhỉ? Đúng không nhỉ? À không. À lâng được tứ môn. Lâng được tứ môn các bạn ạ. Lâng được tứ môn. Còn nhị môn là lục môn cơ. Lục môn của con Lemnes thì mới cần nhị môn của ca phải cơ. Đúng rồi. Quên ba trả mày. Thơm phết các bạn ạ. Thơm phức đúng không? À 5.000 điểm mà được, nhưng thôi mình ham hồ có mốc cuối. Ấy. Thôi cũng được. Chả biết có được không này đúng không? Không biết có được không. À giờ làm gì nhỉ? Ok. Vào mình đua các bạn nhá. À cái gì là mình vào mình nâng 6 sao các bạn nhá. Này xem thằng nào còn giết được ông đó. Hôm nay canh đấu trường lại hụt top các bạn ạ. Thế tức. Rồi 164 mảnh thì lâng tép. Không tôm có công không à, tôi không đuổi, tôi lấy đâu mảnh vạn năng, là tôi nâng lên 6 sao rồi nâng môn biết các thứ. Công thế nào cậu nói được. Đúng à. Rồi, tí nữa mình ra mình đòi lại top ngay thật sự. Con này thì lâng tứ môn mình sẽ dễ vì hồn hiệu ổn sách nó không khó nhờ con Mili. Ôi hôm nay mình mua 7.000 nó phải ra đến 5-6 cái hồn hiệu ổn sách các bạn ạ. Như hôm trong video này là mình thấy là hơn được 4 cái. Từ lần trước thì nhược 2 cái đó, tổng được 6 cái. Ghê thật. Thiếu cái gì đây? Angel chít hỏa ca phẩy. Nâng lên đẳng tím cộng 4 à. Ca phẩy ở đây rồi là tím cộng 3. Angel chít hỏa. Đây, à đây. Hai con này thực ra mình cũng đang trong quá trình nâng các bạn. Đấy, đang trong quá trình nâng. Hỏi lâng lên luôn các bạn nhá, để còn mở chứ. Chứ như bình thường thì mình mới câu kéo thời gian, như trong lúc cần kíp như thế này là mình không có tiếc cậu các bạn. Mình thật sự là một người tính toán hết sức chi ly. Có thể dùng hai chữ bùn xỉn cũng được. Cũng không sai đâu. Đấy, nhưng trong những lúc quan trọng, cần thiết, các bạn thấy một con người từ nú nó hoàn toàn khác biệt. Đúng không? Mình sẽ không cho người khác đoán xem mình đang làm cái gì được. Đúng không? Không ai có thể đoán được mình đang làm cái gì hết. Đấy, mình thích kiểu chơi như vậy các bạn. Nó phải có cái độ gọi là độ khác đi một tí. Chơi nó mới hay. 48 mảnh nữa.
Mỏi đâu là 48 nhá. Có chắc bị chứng lại rồi. Gần lên được 600 nghìn các bạn ạ. Chắc lưng uy ương nhấc xong rồi, xong rồi. Ôi, đồ ăn lên nhanh cực các bạn ạ. Véo cái mình lại có gần 500 hộp rồi này. Chơi cái có chế độ nông trại chơi thích thật. Hy vọng trong này nó ra được cái ít đồ nguyên liệu. Cùi cùi ấy. Ờ đấy, đây này, ngon đây này. Được, 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 được. Mình sẽ mở hết các bạn nha. Ok. Mở để lấy đồ tăng đẳng này các bạn. Mình mấy cái đồ may mà nói chung là nó hợp lý đấy. Nhà phát hành nó cho nguyên liệu là các thứ các bạn có thể thấy là rất là hợp lý đúng không? Đấy, để cho chúng ta không bị cái gì nó thừa thãi ra nhiều quá. Ây chà chà, mình bị hắt xì hơi mãi không khỏi tức thật. Thôi cứ ngày nghỉ thì cứ túc tắc thôi các bạn, đi đâu vội. Ui cái gói gì vừa rồi ngon thế. 55 hộp nữa. Ấy tức mày quá, một hộp vẫn mù em tôi. Ok mình mở cái loại cao nhất đi, mình nhớ cái vàng này bị thiếu ấy. Mình nhớ cái vàng này thiếu nhiều. X2 màn chính thì như mình nhớ qua mình phải xem lại xem tích thể lực từ hôm nào. Đấy, ấy được các bạn nhìn thấy là thêm một gần khoảng 380 các bạn. Nhiều rồi. 380 cái dương mảnh bản năng này. Ờ đây thơm này, ờ được được, đồ này chơi được. Mình nhiều dương các thứ linh tinh lắm các bạn. Có đồ hôm nào vòng phá hết. Hôm trước đã phá một lần cái vụ nâng uy lực ấy chứ, hôm trước đã phá một lần hết rồi chứ. Nhưng mà nó lại nhiều, mấy hôm nó lại nhiều. Thôi phá dần thôi. Mỗi lần mình phá là lực chiến tăng một vụ. Chắc chắn phát này phải lên được 600.000 uy lực. À 600.000 lực chiến. Rồi hay lắm. Mình bảo là cái gì ạ? Envo. À cái gì nhỉ? Đang phải cho con Enjo chít hỏa. À chít hỏa ổn đấy chứ nhỉ. À tím cộng 2 à. Enjo tím cộng 3 các bạn ạ. Đấy, con này vì sau mình còn phải nâng cam cơ. Mình nhớ nhị môn mình nâng cam cơ. Không hề đơn giản đâu. Là anh kiếm 10 mảnh con này. Tức thật nó lại dụ mình một kim cương. Thiếu cái 10 mảnh to đành 10 cái mảnh nhỏ nhoi. Mình lại phải mất thể lực rồi các bạn ạ. Nếu 7 mảnh thôi được rồi, mua một lần thể lực nhá. Cay chặt đấy. Đã hết kim cương rồi cho hết luôn một thể. Đằng nào là chả hết. Quick hay sao nào. Tìm cộng 1 nó vướng ở đâu nhỉ, vướng cấp à. Lại là cái khiên này. Tức thật. Thôi hẹn các anh em trong clip sau vậy. Thôi chắc hẹn anh em clip 600.000 lực chiến trong clip sau vậy. Hôm nay chỉ có thể lâng đến 597.000. À mình có được ít thêm ít đá thần nhỉ. Ít đá thần thì lâng được cái gì. Hay lâng từ môn melee đá nó xuống. Đây là thay mình xem tăng công hay tăng thủ. Con này là tăng gì. Con này tăng HP à. Máu ngoài thức tỉnh HP. Mình gỡ ra mình lâng tứ môn vậy nhỉ. Tứ môn được nhiều hơn, cái này tăng 15% HP. Cũng quan trọng đấy, nói chung cũng quan trọng đấy. Cái thức tỉnh này cũng không thua lắm tứ môn được các bạn ạ. Chòe, thôi rồi. Ra gỡ vào mình không thích là con người ăn ở 2-3 lòng các bạn. Đây là Blast Guy chắc là cũng lên tương đối này. Đấy, mình thích nhà mình. Ơ sao lại có cả Blast level 10 á? Vãi thế. À tối đa level 10 mà. Ờ đấy, không để ý này. Mình gỡ ra gỡ vào nó tốt. Nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Cái túi mô này thì mình cũng không phải là vội quá. Mấy ông đỡ đổi hiệu cuốn sách mình sẽ bán bớt cái trang nó như các bạn nha. Làm nhà trang sức kìa bây giờ. Đến cái lúc việc quan trọng là trang sức thì là để qua một bên các bạn ạ. Phải bán hết thì nào. Này không có
linh tinh nhỉ. Trong group công ấy, cái gì nhỉ, đang bảo mình mới ngủ dậy còn phê thuốc này này đúng không? Láo thật. Công đoán làm sao ý tôi đúng không? Công hiểu làm sao là lòng tôi. Ok. Rồi tí tôi vào trường tôi đập cho công nát hết người. Cho cháu chửi thôi. Chê khinh thường chủ tịch. Rồi mình cho nó cố lên, đang cho nó cam cái này các bạn nhá. Sớm hay muộn thì cũng phải lên cam hết mà. Lâng hai cái đầu thì đỡ tốn hơn, lâng cái cuối, lâng điểm tấn công tốn lắm. Tốn thêm 20% đấy. So với cái số 2 này tốn thêm 20% so với cái số 1. Đây rồi, cam này rồi. Hơi nhảy có lẽ đến 80 nhá. Tối đa 100% các bạn. Nói chung là nó sẽ tốn tinh thể thôi. Cái này nó gọi là gì nhỉ? Ừ, gọi là tinh thể cái gì đấy? Đá tinh luyện gì đấy. Đây là một chế độ tăng rất nhiều và chỉ số công thủ HP. Không liên quan đến sát thương mà khá sát thương. Ô vãi, không có cái ca màu cao cao chút. Vãi thật tốn thế. Đen này các bạn ạ. Chứ không nào hên là vọt phát lên 9 mấy là thôi nghỉ luôn đấy. Mình mới lên tầm 94-95 là thôi mình ăn lon luôn. Vì cái đoạn cuối ui tốn kinh khủng khiếp luôn các bạn. Các bạn thấy dã man không? Nhưng mà cái này nó cho free mà. Các anh em chơi cứ gọi là từ từ thôi. Mình chơi cái này cũng túc tắc thôi mà. Ví dụ nha, con Makaki và con Omerugo mình ưu tiên cho dòng cam ở cái chỉ số thủ. Hai chỉ số thủ. Còn con này đáng nhẽ phải cho tấn công mình chứ nhỉ. Nên con này mình cũng thích đánh nhây thôi. Con này mình cũng ưu tiên thủ. Ở chung mình sáng thì rùa mình toàn ưu tiên thì chỉ số thủ và chỉ số HP thôi. Đấy, đây là HP. Đấy, đây nó phải nhiều cam nhay mới là chuẩn gọi này. Ông mày tốn bao thứ để tinh luyện mày lên đến cái tầm này mà mày này. Đây rồi, ui dồi ôi, nhiều thế. Lúc thì không thấy mặt thằng nào. 92 à? Ở đây 93. Nào làm phát trăm đi. Mình không, mình đen, mình từ lẫy ra mình đen khá nhiều thì theo quy tắc hình sin thì giờ thì mình sẽ lên cái ô số đỏ các bạn ạ. Theo quy tắc hình sin thì giờ mình sẽ lên cái số đẹp. Đấy thôi gọi nhá, 95% thôi, chỉ nữa thì khó đấy. Khó các bạn ạ, trên được 95% khó. Nó tốn. Lên cũng lên được, nó tốn. Thôi nhá, bên này chắc thôi. Lên bên kia khổ lắm rồi. Rồi tạm thời thế ra các anh em nhá. Vừa vào quẩy đấu trường không biết được lên chưa. Vẫn 597, nó không ảnh hưởng nhiều mấy nhỉ. À, con này của mình có hiệu ổn sách rồi các bạn này. Bạn nào quán điếc thì anh em đợi tí nhá. Sau video này mình cũng sẽ đăng vài cái app trước anh em nhờ hôm nay dành đăng. Rồi giờ quẩy trong đấu trường ấy, trong này mình nâng full rồi. Đây à, đây con này được lên thêm phát sao nữa. Mà mình gần lưng tú môn lại phải gỡ ra. Ông tàn chơi trò. Tàn chơi trò bác nhá. Con này lưng thì được quả này, nhưng mình nhớ là có vẫn có một con nữa thiếu ổn hiệu lực lượng. Con này cho phát cho bạn nhá. Lên phát nhiều mà, mình giấu mà. Cho lên phát. Đấy con này. Đấy, siêu năng cho con này. Rồi ok. Úi giời ơi, thức tỉnh như thế một duyên. Mình nhớ cái lực lượng con nào cần nhỉ? Ngày trước nhớ hai con cần kiếm mang ra. Con này là một này. Không phải có con nào đâu, con Robert thì phải. Thôi kệ kệ quách nhà mày nhá. À đây con này. À đây đây con này. Nói thật với các anh em nhá, định sáng thì rùa mình sẽ thay con này vào đấy. Mình sẽ thay con Yashiro vào.
Đấy, thành ra là mình chuẩn bị trước nó, đúng không? Đủ một liệu cuốn sách con. Thôi rồi, tạm thời thế đã. Con mày ly nha, có nên gỡ lưng tứ môn không? Xem cái tứ môn có gì đặc biệt đã nha. Xem có nên ham hố không các bạn ạ? Đâu à? Xem nó có đủ khiêu gợi không, đúng không? Giảm 15% về á thương nhỉ, á thương hồi 15% máu cho mỗi cái cờ được đánh dấu tối đa 70%, giảm 200 lộ 35% tỷ lệ tên liệt. Còn bây giờ thì sao, 10% này à, vẫn là 200 lộ 25% tỷ lệ tên liệt, thế là nó sẽ giảm khá sát thương, tăng thêm đỡ đòn cho bản thân nữa. Ưu vãi, sẽ có cả tăng thêm đỡ đòn cho bản thân này. À, giảm cả tỷ lệ đỡ đòn đối phương. Bình thường giảm mỗi tỷ lệ kháng sát thương thôi, còn đâu không tăng đỡ đòn cho bản thân. Chung cũng ngon. Ây, phân vân nhỉ. Thôi để mai các anh em nhé. Thôi để mai. Gỡ ra căn bản hôm nay tiêu đủ mức rồi. Thôi rồi, vào quẩy trong đấu trường đi. Hôm nay mình đánh được lên hạng 5 rồi mà đánh muộn các bạn ạ. Thế cay. Cay thật. Rồi, đùa chứ các anh em, tháng này mình có lẽ chỉ bỏ mèo thôi, mốc cuối thôi, chứ còn đâu bốt mình vẫn lấy được. Đen thì cũng 3.000 là ra cái gì? 7321.000 là được bốt rồi. 4.000 thì hơi khó một tí thôi, nhưng mà đâu. Nhưng mà chắc 3.000 điểm là ra thôi, tháng này mình còn có 2.000 là ra. Mình biết cái quy tắc hình xin rồi các bạn ạ. Đấy thì nó rất là dễ dàng để đua bốt. Đấy, các anh em nào mà chưa có am hiểu về đồ thị hình xin thì có thể vào xem lại cho mình cái video mình đăng hôm trước anh em. Thấy mình chia sẻ rất là cẩn thận về tính năng hình đồ thị hình xin hình cốt gì đấy. Thành ra điểm đua bốt của mình dạo này nó rất là đẹp mắt các bạn ạ. Hát hát sáng thì gấu chuẩn. Thành ra rất khó chơi đúng không các bạn? Rồi, Mayli biến hình rồi. Quả này các bạn lại thấy Mayli phun nộ. Đấy. Buồn cười các bạn, Mayli biến hình trước nhá. Rồi vào trận mới phun nộ, thanh tẩy nhá. Hơi hài luôn. Như thế thì tốt hơn cái việc là những cái kia, vì nó biến hình trước này thì nó sẽ không bị mất máu. Mình vẫn còn nguyên cơ hội, vì cả 4 con quan trọng nhất vẫn còn sống. Hai con kia ra nó là đội hình 2 rồi, mình không muốn nâng nó to nữa. Chứ mình mà nâng to lên á, gần như chắc chắn là sẽ chạy thua, khống chế kinh quá. Hai con tổ chức 15 là khống chế ác quá. Gần như chắc chắn là mình sẽ đạt trên 600.000 lực chiến. Nhưng mà mình không muốn nâng thêm nữa thôi. Đẳng biết là mình không nâng thêm nữa. Dù còn có khả năng đánh với tay top dưới, tay top trên này tỷ lệ thắng thấp lắm. Chứ các anh em thấy như này mà đã vào được vào được top 5 rồi, các anh em mới thấy là nó có tỷ lệ thôi, có tỷ lệ thấp thôi, nhưng mà có tỷ lệ. Sau này thì hy vọng là đội hình ngọt nghe thì nó sẽ tỷ lệ cao hơn. Với bạn đánh ác cái gì nhỉ, tứ hồn thì tỷ lệ gây hiệu ứng cực cao các bạn nhé. Anh em nào mà chơi team hiệu ứng ấy, tứ hồn tối thượng gì đấy đấy, thì các bạn nào mà không mà bị dính hiệu ứng nhiều thì đừng có hỏi lý do vì sao. Meta người ta chơi vì hiệu ứng. Sau này có một con khắc chế hiệu ứng kinh khủng khiếp, đó là con Geniko các bạn ạ. Mình không biết là nó ra sau võ sĩ nào đó, nhưng mà chắc chắn là chưa ra. Nó võ sĩ nữ, nó kháng hiệu ứng, nó khắc hiệu ứng kinh khủng khiếp luôn. Con Geniko là ác mộng của tất cả các con tư chất 15 còn lại luôn. Tất cả những cái gì mà không giải được thì nó Geniko nó giải được hết. Nó không chỉ giải một phát, còn giải nhiều phát luôn các bạn ạ. Chung đấy là một con cực kỳ bá đạo. Geniko là phiên bản nữ của con Konit, theo cốt truyện là như vậy. Mình có cơ hội thắng Jimmy này.
Vì mình có hồi phục này thì nó bơm máu về về luôn các bạn. Đấy, lửa cây luôn này. Hay lắm, có chí mạng. Ôi thằng Yori dị khả năng là chết rồi các bạn. 8% máu mới có chết không nhỉ? À, lượt sau mới chết, nó có hồi máu. Lượt sau mới chết, chấm máu. Rồi, đen, lượt này thì bạn lại hơi đen. Không có giết người. Không có mê hoặc. Tòi ế, đúng không? Nó còn chấm máu rồi, nó làm thịt từ con Athena của mình. Cay thật. Eo, eo. Biến hình như siêu nhân các bạn ạ. Ba con trong đội hình biến hình luôn. Rồi, lục môn thì thật sự với các bạn luôn, không trượt phát nào. Đấy, nhưng mà chưa có lục môn thành ra là con với là nó chưa được bút phím đỏ. Nó phải có phím đỏ các bạn. Đội bạn nát ngay. Con mây ly này mình phải nói là con tư chất 15 giống mình trong tư chất 14. Bản quốc tế đấy các bạn nha, các bạn khác thì chưa chắc. Sao con át yếu thế nhỉ? Mình không hiểu luôn. À, vãi cả trường vừa chê nó cái. Mệt phết đấy, thằng Terry 2K3. Thôi chắc này, chắc này thua rồi. Nó thành tẩy luôn, nghe vãi thật. Nhiều chấm máu thật đấy. Vãi hai cái mê hoặc kia chịu rồi. Khó chịu nhè, khó chịu thật. Mấy là lực chiến của Jimmy cao quá. Thành ra cũng sốc mà mình còn chấm máu ấy các bạn ạ. Nó đều chưa đạt được cái tầm gọi là tầm ăn được. Thôi đánh trận với Shadow đi nhé. Bang chủ, bang bố dìu. Ok. Tè VIP cao lắm nhưng mà nói chung cũng VIP 14,5 gì đấy đấy. Đội hình thì cũng ngon rồi. Ngày trước đội hình nó 3 năm nhăng. Bây giờ vẫn 3 năm nhăng các bạn ạ. Ông này chơi cái gì nhẻ. Mấy tháng rồi chơi đội hình vẫn 3 năm nhăng. Ê sáng thế hổ nhưng không phải long hổ. Ông ấy cho con Ash lên làm cái quay. Cho Robert đứng hàng trước, ai vãi. À, mình nghĩ tay này là định chơi theo kiểu viện trợ Long Hổ rồi các bạn ạ. Bên Việt Nam thì viện trợ Long Hổ là cặp viện trợ tư chất 14 hot nhất. Đấy mà nó đã ra mắt rồi, có rồi. Mình nghĩ bên này chắc lọng ra sớm đấy. Còn thành ra là chắc là hắn mới chơi cái kiểu lờ vời như này. Còn một con hổ khác thì mình nghĩ là chắc là đội bạn đang định kiếm một con hổ đấy nó trâu hơn một chút. Chứ còn đâu viện trợ long hổ là viện trợ siêu mạnh rồi. Khả năng thế nhé. Shadow thì không hơn mình quá nhiều lực chiến. Dù meta của bạn thì cũng khá là chuẩn. Nên các bạn thấy là đánh nó dễ nát hơn. Tức là nó không có cái kiểu chấm máu. Mình đánh với ông kia ông lực chiến cao quá. Oánh nó không gọi là dứt điểm được ngay. Chế độ nào chứ chế độ PK tuyệt kỹ các bạn đánh gần chết là tốt. Thứ mà chúng ta hướng tới những cái chế độ này. Oánh cho đối bạn gần chết tức là oánh chết mình thì các bạn ạ. Ok. Với hai viện trợ hồi máu thật sự. Bên mình cây máu phải phè luôn. Con này thừa cả máu này, tràn cả máu ra ngoài này. Thắng mà các bạn, thắng. Mình hiểu rồi, giờ top 10 mình chắc chân rồi. Top 1x ấy, nó chắc chân rồi. Còn trong top 10 thì hên xui. Vào 20:59 lúc nào canh được tiền mình vào. Lúc ý mình lại đang ngồi cái gì nhỉ, không biết ông nào mà gọi điện ấy. Thành ra canh hụt nó một tí. Phải đấm đau ấy, chí mạng luôn. Thằng Omeadugo không bị chí mạng mấy đâu các bạn ạ. Nó có kháng chí mạng mà. Bánh bao quả này lại ra tiếp này. Không chết được đâu. Đấy chưa, mình rồi. Con Magaki lại nhất lửa bình trở lên.
À không được ạ. À? Nó dính hiệu ứng gì rồi, hồi máu kém thì nhỉ. Mukey này giải dễ các bạn ạ. Hóa đá mới không giải được chứ. Mê hoặc này giải dễ không. Lục môn là hồi thêm 500 độ nữa rồi đấy. Còn Terry 2k3 kia hồi 5 máu ấy. Hai con này đều hồi sinh nhưng Terry 2k3 nó không được hưởng. Con Meili thì không cần, mình nghĩ là dịch phải dịch là nhỉ. Khi mà bị ngã xuống ấy các bạn ạ. Đấy, khi mà bị ngã xuống, đồng đội ngã xuống ấy, thì Meili được biến hình. Đấy, phải dịch thế mới chuẩn. Chứ nó không cần chết luôn. Nó chết là phải chết hẳn như đúng không? Rồi thằng cu cháu mình mượn lick BWG chơi ở led thì nhịn. Công thần chơi ở led công toàn quên không out lick ra cái gì nhỉ, lúc lick tôi bị hack nghe mò lại mệt với công lắm. Vãi chết oan con Meili đằng sau. Xít chết oan con Meili đằng sau các bạn ạ. Do thằng Aki. Mày còn chấm máu mày chết sư đi mày còn. Úi dồi ôi bớ nào nữa rồi. Quả này không trượt phát nào rồi. Vẫn trượt. Em chí mạng nhỉ. Anh đồ ăn của con Meili chắc vẫn nó vẫn hơi đói cơm gì. Hôm qua mình phải vào mình nâng cho con này nó chỗ trâu lên chút. Tầm này thì viện trợ hết tính năng rồi các bạn ạ. Đấy. Rồi các võ sĩ động hình bản thân con nào khỏe con ấy chơi thì thôi. Không có ai hỗ trợ nữa. Các bạn ấy thấy là cái gì nhỉ? Dòng máu ấy vẫn đang rơi. Ok. Đừng hóa đá lên đấy. Rồi ok thì quả đấy thằng Terry đều đấm thì không trượt phát nào thật. Rồi. Mày từ chối nhiều, con này từ chối nhiều lắm các bạn. Ơ sao con Terry không thanh tẩy được chảy máu các bạn ạ, buồn cười nhỉ. Mình tưởng nó thanh tẩy được chảy máu á, thế mà nó không thanh tẩy được. Ôi, teo em ơi. Mày chết đi, chảy máu. Ờ, con này dây xít thế mới cay các bạn. Đúng không, lại có choáng. Rồi, mày thì chết, mày thì chết. Thấm các bạn. Dồn, ui giời. Các anh em thấy thế nào? Con Terry nó phải giết được người cơ, có người chết cơ, nó mới hồi nộ. Đoạn cuối lấy ai mà chết. Tay này chắc vừa mới lên 85 các bạn ạ. Bánh bao đằng trắng ý, là vẫn đi. Chơi chơi ông ấy ăn anh ăn bánh bao cháy ăn tôi gì. Thôi tạm thì đã các bạn ạ. Tạm tạm thì đã nha, thì còn đâu mình lấy mảnh hòn 164 mảnh, không biết có đủ lông từ tứ môn lục môn không các anh em nhỉ. Chắc là đủ đúng không? Chắc là đủ. Tại Iskanor vừa quẩy mình nhỉ, lão thật. Mình chắc là đủ. À cái bên cần thể lực thì mình không nhận nhỉ, rốt thật. Quên không nhận thể lực sáng này chính là thể lực này. Đấy thôi rồi đúng không? Như vậy là mình đã hoàn thành xuất sắc đấy, vòng đua Limless lần 2 này theo đúng ý đồ nhà phát hành các bạn ạ. Đấy, mình theo đúng ý đồ nhà phát hành. Nó là một dấu mốc khá quan trọng. Đấy, mình đã tiêu một lượng kim cương của hình giói là rất lớn. Một trong lần tiêu kim cương lớn nhất từ khi chơi server quốc tế từ đây. Mình hy vọng đây sẽ là một quyết định đúng đắn. Hy vọng như vậy. Đấy, còn các anh em nào có ý kiến về event lần này, ý đồ với như nào thì hoàn toàn có thể giúp mình để bên dưới phần comment bên dưới phần mô tả của video, mình sẽ tham khảo các ý kiến của các anh em xem là ý tưởng nào sẽ hay ho thú vị. Thì thật sự vẫn đang tương đối là hoang mang với quyết định đùa như này. Thôi tạm thời này, thế đã các bạn ạ. Đây thôi, trước khi cái gì nhỉ, kết thúc thì mình ngó cái xem top nhau nhá, xem cùng cũng không để ý đấy các bạn, mình không để ý xem top công thì ăn uống thế nào đấy. Rồi tay Leo Kim gớm nhỉ, chèn ép Thúy Kiều phát người ta thân phận nữ nhi. Tay Leo này láo thật đúng không, dám chơi khôn với cả giá 3.700 top 4 ăn được đủ 157. Điều kiện của nó đây các bạn này, bấm vào hỏi chấm này đấy. Top 4 là chỉ cần có 2.500 điểm thôi. Như top 1 mình chỉ có 5.000 điểm thôi là được. Nhưng thôi, mình 7.000 điểm tiêu kim cương mà. Chấp nhận thôi, chấp nhận. Hơi hơi phí mong cuối thôi cũng được. Dẫn chơi, sợ mưa rơi. Thôi tạm mời thế là các anh em nhé. Hồn vũ khí 4 sao, 3 sao cũng không cần thiết.
con này không tiện thì thôi, mình như thế là hợp lý. Đấy, mình tính toán vào các bạn. Thôi chúc anh em một buổi một ngày kỳ nghỉ lễ thật sự là vui vẻ. Đừng quên để lại một like, subscribe cho kênh YouTube của mình. Càng ngày càng phát triển, có những video dành cho các anh em. Hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye and see you again. À, từ từ nhìn em tay Leo Kim này. Leo Kim là cái quái. Xem hắn đội hình nhèo. Chơi chẳng đi, chơi lấy mấy lim đi. À, cái lấy cái gì? Con này là con gì? Lêm lên rồi cái gì? Đú tứ hồn chẳng thấy rùa. Không hiểu luôn. Mình không hiểu hôm nay ông lấy lên mét em đi luôn. Mình không hiểu luôn. Công cứ đua nó nhăng nhăng đúng không? Tôi trên nữ rùa tôi mới lấy về. Nhưng công chơi tứ hồn rùa. Tứ hồn là không có hồn rùa các anh em nhá. À tứ hồn tức là không có các kiểu là tứ hồn lai được rùa nha. Không có đâu. Siêu nữ kẹp chẳng thấy rùa thì có nha. Tứ hồn kẹp chẳng thấy rùa là không có đâu nha. Tứ hồn làm gì có sáng thế. Tứ hồn nhiều tứ hồn tối thượng này các bạn ạ. Thôi chào các anh em.